Phú hộ bắt đâu đây? Bắt tại sao phải đi ra đây? Đây biết ai không? Anh nói anh thương tôi bởi vì anh toàn là đi với con trai không vậy đó hả? Ở đây có ai con trai em nói gì á? Cuối cùng với anh là giới tính gì? Nhớ không? Nhớ đây là ai không? Xô không? Quỳnh Minh Lực đó, tóc niên đó, mặc áo vest đó, nó thương tôi, nó lấy tôi. Chán quá trời. Anh thò tay cho mình gờ vô cái còn không, mình nãy như em thấy thằng quỷ kia mới đi ngang nó giật bức tiêu hai vú em hay gì. Ôi thì không biết anh gờ cái còn không? Còn không? Còn. 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 Anh nói còn nha. Nay hơi mập nha. Là khen hay chê? Là khen hay chê vậy? Khen, nay hơi mập nha. Hơi mập. Hơi mập nha. Mập. Ôi hơi mập. Cục quá. Mặc cái đồ gì mặc làm gì khỏi mặc luôn đi. Đó thà vậy luôn đi. Ăn mặc gì mà kỳ cục. Rồi khác qua chơi. Về á hả? Ăn chơi về. Ừ. Trời ơi, giờ này mập quá ha. Mập quá vậy mập. Thôi em về mệt. Chị đừng có bắt em ăn luôn, chị em mập với chị hay gì chị cả. Chị một mình chị mập được rồi. Chị một mình chị mập được rồi, chị bắt em ăn hoài vậy. Sao? Bắt em ăn hoài mập giống chị hay gì? Muốn bức lòng em không? Trời. Về nha. Ok, về. Top. Bây giờ tôi bóp. Bóp hay tớp? Center. Rồi cái gì cũng vô được á. Vừa ổ cắm mà vừa có chui điện luôn. Muốn ghim hay muốn cắm thì cũng được. Mẹ gì đó, đảo trái đi về kìa. Này hả trời ơi, này người quen của em nè, đâu có chùm chìa khóa đâu rồi. Cái chùm chìa khóa xe đâu, mượn xíu coi. Không. Cái chùm chìa khóa xe nè, có chùm chìa khóa xe hay móc lưng quần không có. Nói chơi với này người quen không tôi mới giỡn nghe nha, chứ lạ lạ tôi đâu có dám giỡn. Đừng có nói tôi bóc khó. Nó chơi cỏ chói. Trời ơi. Coi YouTube. Ủa cái gương mặt mày lạ lắm. Cái mặt mày lên đây lạ lắm. Nói đi đi. Trời ơi là trời nó nát nhừ hết trơn rồi, quỷ ma không à. Ủa có lông ngực luôn á hả? Có. Trời ơi xét quá trời trời. Nè mọi người vô ăn khu food còn là mọi người phải gặp đây nè. Đó đổi phiếu cho mọi người ăn. Mọi người ăn dư phiếu mọi người lại kiếm luôn lấy tiền lợi. Đó rất là dễ thương nha quý vị nha. Muốn ăn mấy anh trai đẹp hả thì gặp em. Ăn em trước rồi mới được ăn. Rồi phải có qua có lợi phải không. Trời ơi rồi phải chai để sẵn đâu. Muốn ăn chai phải ăn tôi trước. Ăn đồ mặn trước ăn chai sao. Giờ con trai nó yêu nhau hết trơn rồi trời ơi. Tố, lại chị nói nghe nè. Vậy, hôm bữa sao tụi nó cũng bị mặc quần, cũng bị đứt cái nút rồi chị coi coi. Coi cái nút quần của con coi. Mày em bút trong nhà nghe, hồi nhỏ mày ở chuồng mà tắm mà không đó. Cô có bị lớn, bây giờ biết được nhiêu bài lập rồi sao xạo. Lớn chưa đâu chị coi coi. Lại chị coi, biểu. Chị coi coi nay con cu sao rồi. Hồi đó có bị lớn à. Mỗi lần đá bắt gưỡng chết vậy đó. Nhỏ xíu à. Chân mày đi bú dạo hả? Trời ơi người ta hồi đó giờ nghe cái mỏ đi bú dạo đó. Chân mày bú dạo kỳ vậy. Chân mày nè, chân mày đi đâm dạo. Bú hả? Bót luôn hả? Trời ơi Tú ơi là Tú. Mất hình tượng quá Tú ơi. Đó ai nói mê thằng Tú đi. Bây giờ có bạn bè rồi anh em chung nhà người ta nói đó. Tú nó là boss nghe không? Trời ơi. Tú boss hả? Sen boss. Trời ơi. Đã bên kia cái ổ cắm mà có luôn cái chui điện rồi mà mày bây giờ muốn làm gì nữa? Không mà dạo này con Tú nó chỗ bóng thiệt. Hình như càng ngày là về giống như là cái chức năng làm boss của cưng nó càng phát triển lên. Chị thấy nó niễn ở bên boss nhiều hơn hiểu không? Hồi lúc cưng mới gặp chị là mới gặp là thấy nó niễn qua bên tớp gồng thì đó bây giờ nó niễn qua bên boss rồi. Ai mà làm chồng của Bùi Tú liên hệ gặp em gửi cho mỗi người cái cạc 200. Ok chỉ cần đưa ra nội dung tin nhắn hình ảnh có nhắn tin có quan hệ trai gái trên 18 tuổi ô trên 18 cộng liên hệ gặp em đây. Ai là chồng của Bùi Tú liên hệ gặp em tặng cho cái cạc 200.
Em lấy bằng chứng, em chứng minh nó làm boss cho mọi người coi. Thôi à, tôi không biết gì trơn à. Chồng nó đó hả? Lát bây giờ nói chuyện với nó. Anh nào tên Khiêm liên hệ gặp trực tiếp Bội Nhi nha. Anh nào tên Khiêm, chồng của Bùi Tú, liên hệ trực tiếp gặp Bội Nhi, em gửi cho cái cạc 200. Em gửi cho cạc 200 rất nghiêm túc. Chỉ cần đưa cho em nội dung tin nhắn hình ảnh. Em chỉ có tên Khiêm thôi, còn cái gì Khiêm không biết. Nguyên một cái nước Việt Nam này 8.000 con người tên Khiêm. Thì anh nào mà tên mà Khiêm đó, liên hệ gặp em đấy, cạc 200 vui vẻ. Cho em cái nội dung tin nhắn hình ảnh có qua lợi giường chiếu 18 tuổi nha. Em công bố nha, Tú làm boss là có thiệt. Dạ đó, bảo đảm cái clip này rất hot luôn đó. Trời ơi mê. Anh Tú đẹp trai. Ok luôn đó, có người chạy quảng cáo luôn. Để tao chống mắt lên tao coi mày lừa đảo được bao lâu. Trời ơi, lên YouTube lúc nào cũng ngồi vậy nè. Thánh thần ơi là trời, đẹp mặt quá, ê hề quá. Đâu ngờ đâu, Trúc Lam nó giả làm con Trúc Linh. Đau lòng. Chuyện này chết rồi Tú ơi. Chuyện này để trong bồ mới cưng á hả? Tiếng top hả? Có người yêu chưa? Quen em không? Trời ơi, nữa là Sa Tâm làm vợ luôn hả? Là đây đây đây, hai hai người yêu nhau, đây làm top, đây làm boss. Hèn gì mà áo đen cặp nè, hèn gì mà áo đen cặp nè. Trời ơi chết rồi, trời ơi nãy giờ nhìn không có ra má ô. Trời ơi thật là vi diệu. Em không biết gì, em bị lỗi rồi, lạc hậu. Rớt hả? Nhảy ghè, kim cương. Lại nhảy em kêu em. Hôn em cái về. Ê. Qua đó đi. Ê. Cứ ôm em cái đi. Thôi nó chạy rồi. Dí ra mắt con mệt, nó không hôn. Trong mày đâu? Ồ ồ. Mày nói nữa nó xé cuốn sổ nó nghỉ làm đó. Đó đó không? Nghĩ sao mà nó làm chồng mày? Nó xé sổ nghỉ làm kìa. Ồ ồ, sợ xem lép muốn chết. Nhìn mày tối ngủ nó không dám tắt đèn má. Nó sợ. Ừ, mới ngủ mở đèn không đó. Ừ, đói không nhắc mang người ta hoài. Ông kia về hả? Nói chung á mọi người, tụi em giỡn, nhưng mà cái này là giỡn kiểu trong nhà, mình giỡn tương tác cho có câu chuyện thôi. Nhưng mà thiệt sự là mình đem Simnet ra là không phải là cái gì, nhưng mà tại vì sẵn là nó đã dễ, nó nhìn nó là mắc cười. Cho nên mình mới ví dụ đó, liên tưởng tới hình ảnh này, hình ảnh kia, để gọi là sao ta, gây tiếng cười qua cái ngoại hình của nó, tức là nhìn nó giống giải trí mọi người. Thay vì mọi người mua một cái đĩa hài, lên YouTube phải bấm hài, hài gì. Còn nếu như mà con nít mà không chịu ngủ mà phải kiếm phim ma để nhát thì mọi người không cần. Cứ vô check-in xì phố, bấm chữ seamless check-in xì phố là ra. Nhát ma con nít nó sẽ ngủ. Mà thí dụ mà người lớn mà ăn không ngon, ngủ không yên, mắt thèm cười. Đó, cứ coi seamless cũng mắc cười. Không, cưng là trò cười của cộng đồng mạng xã hội. Cưng là trò cười của tất cả cô chú anh chị trên mạng. Trò cười của thiên hạ. Đúng, cưng phải hãnh diện. Rõ ràng, thấy không? Trời ơi. Chứ không phải tầm ơi vừa mới về cái mày nói anh này được hơn. Ờ. Thổi má. Nè ngày mai tao kiếm một anh trai đẹp tao kêu đứng kế bên được coi mày nói sao. Trời ơi. Lúc đó này mày dục như dù vẽ vậy đó má. Đi gian cái mẹ nó là giống bà hai vậy đó. Ở đâu ta? Thấy chăn quanh đèn. Ngày bảy đô nhiêu? Bữa nay cho 100 ngàn muốn gì nữa. Trời ơi làm biến cho quỷ dương, ngày lấy 100 ngàn. Thánh thần ơi là trời. Mày hỏi hôm nay tháng làm được nhiêu? Đó 100 ngàn mà người ta đi tới đi luôn, tôi muốn hụt hơi. Làm thấy mẹ ghi sổ ghi sách.
còn nó gấp có mấy cục há cảo mình đi đái ngày đái 8 lần thì đó, canh ngay cái giờ mà 7-8 giờ bán mà cao điểm mới đi đái đó, đái đó. Lần 4 lần thì đó, thánh thần ơi là trời, hỏi không trời ơi, mắc đái nhu cầu của em mà chị làm đó, đó đấy không đái sớm đấy mày hỏi không coi bây giờ mà cái giờ giải lao đang đông khách ông dám đi đái không đó, dạ. Nín luôn đó, lấy dây thun buộc lại luôn có nửa tiếng có 20 phút mà trời ơi nào hết giải lao là mình đi đâu đó. Mày hết giải lao mày ngủ toilet cũng được. Đúng. Nói vợ chồng tát Nguyễn Đông cũng cạn mình. Trời ơi, ông tát mặt mày chưa hết mớm nữa đó ma. Giả cho mặt mày hết mớm luôn chứ đó mày. Tát Nguyễn Đông cũng cạn, đồng quỷ. Sáng này em gặp ông Hưng á. Sáng này đi qua quận 10 gặp ông Hưng bệnh á. Đi sư dẫn hành á hả? Đi khách sạn á hả? Có, giao hàng má ơi. Trời ơi, mày giao cái gì? Mày đi chế ông Hưng cái gì? Dạ. Sư dẫn hành á. Trời ơi, chết rồi. Mai bán sổ. Còn ế giọng là quy nào bún cá. Mấy triệu rồi? Không, sổ, sổ. À vậy ha. Cái này cũng 22 triệu á. Mà ấy không bán được nhiều. Đủ tiền chợ không chị? Nay bán không được nhiều. Còn quá trời, nãy giờ tao cho quá trời đó. Được à? Có ai mua không? Nay sườn thì bán được mà bún cá bán được. Người không ai mua và lấy gì cho nó tự đi cho luôn hả? Cho ngoại cho người này người kia đó đem về ăn đó thấy không mọi người. Ba mọi người em về trước nha mọi người, để về đi con, về đi để hồi tao đóng cửa, tao tưởng đâu 12 cửa ngục bên Đầm Sen chưa đóng. Mày chờ ông ngoài đi. Ủa còn quỷ BD đâu mà trời. Ủa,